Rồi, hello, xin chào tất cả anh em ha. Một lần nữa đã quay trở lại xem kênh YouTube của Tuấn Moto. Tiếp tục và hôm nay Tuấn Moto mới như về là một con xe Vento 150. Con này thì có lỗ chắc cà phê một tí, nhưng mà giá nó rẻ ha. Con này thì máy móc là nguyên riêng nha. Đồ đạc nó là sơn nè, sơn sơn tĩnh điện, sơn 3D nha, sơn lung bánh luôn nha, nhìn rất là đẹp nha. Sơn chứ không phải dán nha. Con này thì còn nguyên riêng nè, nhưng mà có độ hơi một xí cà phê. Đó, nên giá thành của nó cũng rất là hợp lý cho anh em luôn. Giá con này chỉ có 22 triệu thôi. Đó. Xe là máy móc là nguyên rin nha, hai bô luôn nha. Máy móc là nguyên rin cực kỳ chắc nha. Nói chung nó lên một xí cà phê cho này thôi. Đó, nên có thành ra nó có cái giá nó rẻ nhưng mà cũng rất là thích hợp. Giá thành này thì cũng rất thích hợp cho nhiều anh em chơi luôn. Đó, con này thì Vento 150 phân khối nha anh em, Vento 150. Sơn là tĩnh điện 3D nha, sơn tĩnh điện, sơn 3D luôn, sơn bánh mâm luôn nè. Hai bô, máy móc nó thì cực kỳ chuẩn. Lốp liếc rồi xi đẹp nha. Máy móc nó là nguyên rin, nổ cực kỳ êm luôn anh em. Đó, bình đề rất là nhẹ nổ nha. Đó. Ôi con số. Bình đề rất là nhẹ nổ nha anh em. Đó. Em về mò coi. Nè, bình máy móc cực kỳ chuẩn, nổ rất là êm nha. Rất là nhẹ nổ luôn. Có một gắn một số đèn LED rồi, nhìn rất là đẹp luôn. Đèn LED hai bên rồi, đèn LED sau nữa. Bóng đèn trước, bóng đèn LED luôn. Một số đồ chơi nhìn cũng khá là đẹp anh em. Xíu nữa em sẽ giới thiệu cho anh em sâu sát qua sâu cho anh em để ý ha. Máy móc con này là nguyên rin nha, cực kỳ chuẩn luôn anh em. Đó. Nên anh em nào cần thì liên lạc cho em tới số điện thoại là 0369 669 659 ha. Hoặc anh em ghé thẳng lại địa chỉ cửa hàng bên em là 262 đường Văn Anh, phường Hiệp Tân nha, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh để anh em xem xe nha. Và sau đây em sẽ tiến gần lại và giới thiệu cho anh em xem chiếc xe. Con này là Vento 150, dòng này là dòng nhập Mỹ nha anh em. Đó, dòng nhập Mỹ, nhập quân nguyên con, rất là đẹp luôn. Hệ thống là sơn tĩnh điện ha, sơn 3D tĩnh điện, rất là ngầu, kiểu dáng nó rất là ngầu. Có lên một xí cà phê cho anh em, có độ dáng một xí cà phê, rất là đơn giản thôi cho anh em. Nhưng mà giá cả nó rất là hợp lý cho anh em chơi luôn. Giá chỉ có 22 triệu thôi, đó, con xe như vậy quá chuẩn luôn. Nếu mà nằm trong mấy cửa hàng khác nó bán tầm ba mấy triệu cho anh em xem, nhưng mà bên Tuấn Moto chỉ có bán 22 triệu thôi. Xe là máy móc cực kỳ chuẩn nha, máy móc nguyên rin. Hệ thống đèn LED nha, đèn LED rất là nhiều. Có chế gắn vô đèn LED rất là nhiều luôn, đóng đèn trước đèn LED nè. Hai bên này đèn LED luôn nè, phía sau này có đèn LED luôn nè. Đó anh em nhìn ha, xe kiểu dáng khá là đẹp luôn anh em. Đó, hiện tại bên con này bên em dự bán ra với giá là 22 triệu thôi, nên khá là ok. Rất là hợp lý cho anh em chơi. Đó, anh em để ý ha. Hệ thống bánh của nó nè. Sơn rất là đẹp nha. Nước sơn là sơn 3D nhìn khá là đẹp luôn anh em. Đó. Có lấy một xí cà phê thôi nhưng mà cái giá cả nó cũng rất là hợp lý cho anh em. Giá chỉ có 22 triệu là anh em mua con này anh em đi vô tư luôn. Máy móc nó rất là chuẩn. Đó, máy móc là nguyên rin. Đó, em sẽ hai bô luôn nha. Hai bô nhìn khá là đẹp luôn. Đó, em giới thiệu sơ một dòng mà em sẽ giới thiệu từng chi tiết cho anh em xem. Đó, con này anh em 22 triệu anh em mua mấy con này anh em đi là quá ok luôn. Đó. Sơn 3D màu bầu nhúm như lửa, rất là đẹp. Hai bô luôn. Đó. Vento 150cc nha. Đó. Máy móc khá là chuẩn luôn, lốp liếc nước xi rồi nhìn khá là đẹp. Đó, bánh mâm vỏ trước vỏ sau nhôm nhìn đĩa còn rất là tốt nha. Với con này thì anh em mua về anh em chỉ việc sử dụng thôi, anh em cũng không chẳng cần làm thêm cái gì vì nó cũng rất là hợp lý rồi. Đó. Về con này về anh em độ thêm một chút xí nữa là quá ok luôn. Đó, con này anh em về anh em độ thêm một chút ít nữa là quá tuyệt vời. Đó. Hệ thống đèn nhìn ha, rất là nhiều. Kiến hậu của nó là còn nguyên rin luôn anh em, kiến của nó còn nguyên rin luôn. Máy móc thì cực kỳ chuẩn, rất là nhẹ nổ nha. Rất là nhẹ nổ. Đồng hồ búa xăng anh em, vẫn còn báo luôn anh em. Đó. Đó, anh em thấy không? Đó. Đây là nắp xăng của nó. Đây, hệ thống nút xi nhanh đồ đầy đủ hết. Đó, anh em để ý không? Đồng hồ tua máy nè. Đây, đồng hồ km luôn. Đây là nút đề nha. Giới thiệu anh em, đây là nút đề nha anh em để ý ha. Đây là nút đề, đây là nút mở đèn nè. Đó.
đây là xi nhan bên phải nha, đây là xi nhan bên phải. Rồi cua bên này, đây là xi nhan bên trái, hai bên nó riêng biệt hết nha. Và đây là nút cốt pha ha, nút cốt pha lên phơi súng. Đây là nút kèn, đây là nút kèn nha. Đó, anh em để ý ha, đây là nút kèn, đây là pha lên phơi súng, đây là nút xi nhan. Đó. Còn đây là có gắn một cái nút này là nút đèn led ha, đèn led để sáng cái đèn như này, để sáng cái đèn led này. Đó. Là cái nút này, đó, anh em để ý ha. Con này thì đèn led luôn, rất là sáng nha, đèn led trước còn rất là sáng anh em. Nên con này thì anh em mua về anh em đi ban đêm khá là ok, khá là tuyệt vời luôn. Đấy, con này quá là tuyệt vời anh em, con này rất là ok cho con này. Nên anh em nào có cần mua thì ghé ủng hộ Tuấn Mô Tô nha. Đó, ủng hộ Tuấn Mô Tô bằng cách là anh em, con này thì hiện tại bên em bán ra chỉ có giá 22 triệu thôi. Quá ok luôn. Đó. Quá tuyệt vời. Kiểu dáng nó cũng khá là đẹp luôn. Rất là ngầu nha. Kiểu dáng nó cũng rất là ngầu luôn anh em. Máy móc cực kỳ chuẩn luôn. Bánh mâm trước này, hệ thống sơn nó là sơn 3D nha, chứ không phải dáng đâu nha, sơn luôn. Có con gì đây, con này không biết nha. Bên tô cái hiệu con này là con voi. Bánh nè, vỏ nè. Khá là tuyệt vời. Đèn led đây luôn nha. Sáng đầy đủ luôn nha anh em. À, anh em để ý ha. Con này thì anh em mua về anh em chỉ việc sử dụng thôi, anh em cũng không cần làm thêm cái gì. Vì nó rất là hoàn chỉnh anh em. Cái này khá là tuyệt vời luôn. Xi nhan này. Quá ok. Hiện tại anh em nào cần mua thì liên lạc cho em nha. Đó. Em quay rất là kỹ cho anh em nào cần chốt thì anh em chốt giá nha. Nó chế cà phê lên, nó lại một xí cà phê á, nên thành ra cái giá nó mới rẻ thôi. Nhưng mà thanh niên đi mấy con này, thằng lớn lớn tụi đi mấy con này ok luôn anh em. Con này anh em về anh em lên một ít nữa, đồ chơi nữa là con này khá là đẹp luôn. Máy móc nó ha, sạch sẽ nha, chạy rất là mượt mà ha. Đèn sau đuôi xa nhìn khá là đẹp luôn. Hiện tại bên em có ship xe toàn quốc luôn nha. Anh em nào ân ý thì bên em có thể ship xe về cho anh em luôn. Con này em quay rất là kỹ, anh em cứ xem video thật kỹ ha. Anh em nào cần chốt thì bên em sẽ chốt xe cho anh em. Đó. Để cho anh em có xe đi. Anh em xem video thì anh em nhớ bấm đăng ký kênh ha, để theo dõi video tiếp theo. Còn anh em nào đăng ký kênh rồi thì anh em bấm like hoặc anh em chia sẻ lên Facebook ha, để nhiều người cùng xem. Đó, video sau em sẽ quay một chiếc Harley, Super Harley 170. Xe cực kỳ tốt luôn. Xe lên rất là nhiều đồ chơi, video sau em sẽ quay cho anh em xem. Anh em nhớ bấm đăng ký kênh ha, để theo dõi video sau. Dòng này có vô đạp luôn anh em. Dòng này là Vento có giò đạp luôn nè. Đó. Có giò đạp luôn. Nè. Lốc này còn rất là mới nha, rất là sáng. Đó. Anh em nhìn chưa ha. Nè, rất là đẹp. Nói chung máy móc con này là nguyên zin, nó rất là chuẩn. Con này thì quá tuyệt vời rồi. Anh em về thì anh em vô tư mà đi thôi, không cần làm thêm cái gì. Dòng xe nhập lần có cái tem nè, tem nhôm nè. Tại này là có cái số máy trên này luôn nha. Quên số 0 như này luôn anh em. Số 0 nằm đi. Trên cái tay này luôn. Rất là đơn giản, máy xe nhập số 0 nằm rất là đơn giản.
cạnh chấm đổ luôn, rất là ngầu ha. Thắng rất là chuẩn nha, thắng rất là ăn. Với cái giá 22 triệu thì con này anh em đi khá là ok anh em, rất là hợp lý cho anh em chơi. Mới chơi mô tô luôn, anh em mua con này anh em trải nghiệm, bởi sao anh em không thích anh em bán lại rất là ok. Giá cả nó cũng rất là hợp lý luôn. Bánh mâm nó sơn luôn. Nó sơn luôn, sơn 3D luôn. Khá là đẹp. Giỏ trước của nó là 120 80 16, giỏ này giỏ nhỏ hơn. Cái phòng nhỏ nên thành ra nó thấp chứ không có cao. Nên anh em đi vô tư ha. Đi vô tư. Nước sơn nè, khá là chuẩn luôn. Rất là bóng. Bộ đèn phía trước cũng nhìn rất là ngầu. Hệ thống đĩa trước của nó nè. Hệ thống đĩa trước của nó anh em. Đĩa rất là chắc chắn nha, có cụp CBS luôn, CBS chống bó thắng. Đĩa con này là đĩa con này lớn nè, đĩa con này lớn, thắng rất là đàm xe luôn. Đó. Phục nè, cả mắt mèo luôn, nhìn khá là đẹp. Rất là sạch sẽ nha. Số của nó nè. Số của nó vẫn là năm số bình thường nha anh em. Anh em để ý là số của nó vẫn là năm số bình thường. 1 trước và 2 3 4 5 thì anh em móc lên nha, đó là năm số luôn. Đó, năm số luôn anh em. Con này quá tuyệt vời luôn. Khá là tuyệt vời. Đèn như này. Đây nè, mở đèn nè. Đèn lát trước hồi nãy giờ mới thấy con tắt luôn. Nè, tắt. Nó làm cho mình nguyên một dàn tắt cho này nè. Đây này là gì? Đèn dưới nè. Đèn led dưới này anh em thấy để ý không? Ban đêm rất là sáng nha. Ban đêm đèn led này rất là sáng nha. Đó. Có làm nút riêng cho mình luôn. Đó. Làm hai con nút cho này riêng cho mình luôn. Đó. Đó, nút riêng luôn, mở đèn này. Có sáng luôn hai cái đèn dưới này luôn. Xong rồi xi nhan là nó sáng trên này. Này dưới này sáng luôn. Bóng đèn này tối rất là sáng nè. Đó, sáng ghê lắm. Đèn dưới luôn. Đó. Đèn trên luôn. Ồ, sáng đẹp quá. Đó. Đèn LED luôn anh em. LED luôn, rất là đẹp. Con này hai bô luôn. Cái dáng con này khá là tuyệt vời. Hiện tại bên em là cái ship xa toàn quốc luôn nha. Anh em nào ở tỉnh lên không được thì bên em có ship xa về cho anh em luôn. Hai bô song song nhìn khá là đẹp đó. Vỏ sao này, gai rất là sâu luôn. Anh em nào mua thì liên lạc cho em theo số điện thoại là 0369 nha, 669 659 ha. Hoặc anh em ghé thẳng lại địa chỉ cửa hàng bên em là 262 đường Phan Anh nha, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh ha, để anh em xem xe trực tiếp nha. Hoặc anh em nào ở tỉnh xa quá anh em không lên được thì bên em có thể ship xe về cho anh em luôn. Con này thì nói chung máy móc của nó là nguyên rinh, nó là khá là liền lạc. Nên thành ra con này anh em mua về thì anh em việc sử dụng thôi. Xe sao thì bên em quay video giống y chang vậy nha. Đó, anh em đừng đòi hỏi gì thêm. Đó, vì con này giá nó cũng rất là rẻ rồi, giá chỉ có 22 triệu thôi.
Máy map thì bao anh em cực kỳ chuẩn luôn đó. Máy hiện tại là chưa có mở, chưa có sửa chữa gì hết đó. Tay thắng, tay Maya Côn này rất là chắc này. Đó, anh em thấy không? Cực kỳ chuẩn luôn. Đó, đèn led luôn. Đó. Bên này cũng có một con đèn led nữa. Cái tay thắng rất là chuẩn. Đồng hồ này nhìn khá là sáng đẹp nè. Sáng đẹp nha. Đó. Cái tay phục nè rất là mới luôn. Quá ok. Con này anh em ngồi anh em chạy rất là ok nha. Em chạy thử cho anh em một vòng ha, để anh em xem. Anh em nào thích thì anh em mà chốt giá để bên em ship xe luôn cho anh em. Đó. Em sẽ chạy thử cho anh em xem nha. Tư thế con này ngồi rất là ngầu anh em. Ngầu, rất là ngầu. Thấy con này ngồi rất là ngầu nha. Nhìn nè. Ngồi rất là ngầu giống như là nè, đề má nè. Chạy thử một vòng nha. Khá là ok luôn. Rất là hợp lý. 5 số. Nên em nào cần mua xe rãi thì anh em nhanh tay liên lạc thì chốt giá con này liền. Con này em thấy khá là ổn định, máy móc cực kỳ chuẩn luôn. Chạy rất là ổn định, giá thành rẻ. Rất là đẹp nha, cực kỳ đẹp. Có lên mà một xí dán cà phê rồi nên nhìn nó cũng rất là có tướng á. Em quay video rất là kỹ nha. Anh em xem xe, anh em thích thì anh em chốt giá giùm em nha. Giá chỉ có 22 triệu thôi, giá quá rẻ luôn. Xe nhìn cũng rất là liền lạc luôn. Đó. Giá quá rẻ. Đồ chơi rất là nhiều. Rồi, xin chào và hẹn lại anh em video sau nha. Rồi, xin chào hết anh em ha.